Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây Minh Ngọc xin giới thiệu đến quý vị khách mời của ngày hôm nay, luật sư Trương Thị Hòa. Xin chào cô. Dạ, xin chào Minh Ngọc và chào các quý vị khán giả. Vâng thưa cô, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề cướp hay cấn nợ. Để làm rõ hơn về chủ đề này, xin mời cô và quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Trời ơi, mấy cái bộ này sao mà đẹp dữ thần trời ơi. Thế giới xanh tự nhiên, nó theo tông chủ đạo màu xanh nè. Nhìn nó thiên nhiên mà, giống như là mẹ thiên nhiên vậy đó. Đầy chất diệp lục. Đầy chất diệp lục của đồ mà không, đầy chất diệp lục. Mà đẹp, thật sự đẹp nè, lấy tông chủ đạo là màu xanh lá cây nè. Cái này mới hợp với Bảo nè. Gì? Bikini. Trời ơi, mặt tao khoe cô, bụng sáu múi luôn. Nè, bikini là tao bận tao khoe bụng ha. Ha, là con trai mà không có phần trên đâu. Ha, tự nhiên nghĩ sao mà kêu tôi mượn bikini. Bạn thích là mua ủa gì vậy? Gì vậy thằng kia? Người là chị ruột đó. Người là bạn. Thôi bạn thân á. Ủa cái gì vậy? Gì nè vậy? Nè, chị là chị của em nha, không có chửi vậy nha. Ủa chị cũng biết nói chị là chị của em hả? Sao em trai ruột của mình buồn mà không bao giờ chị quan tâm hết vậy? Trời ơi, cái vui buồn của em bất chợt lắm em ơi, không có ai quan tâm được hết trơn. Nhưng bây giờ quan tâm đâu biết bất chợt hay bất thường. Nhưng mà cái là cái vụ vậy cho buồn ta rõ ràng. Thì bây giờ mình buồn chuyện gì mình nói ra hết chuyện là đá ghế người kia làm như còn con nít vậy đó. Mày người lớn quá ha. Người ta buồn cái chuyện đó đó. À dụng tâm chứ gì. Đúng tưởng hả? Gì nói đi tao bày cách cho. Dạ con lại, dạ con lại. Tâm con đang yên rồi, để cho tâm con yên đi. Ủa chứ phải vụ đó hả? Bớt bươi móc lại cái chuyện đó đi. Ủa vậy chứ vụ gì? Thì cái vụ cái phòng gym của tao đó. Phòng gym mày sao? Ông rài đi làm 3-4 tháng rồi, không trả đồng lương cặt bạc nào hết trơn. Wow. Nói ra thì cứ nói là thì thôi tình hình khó khăn. Anh chị em là coi như là chăm trước, chia sẻ với phòng gym đi. Chậm lương chút xíu thôi, nhưng mà hứa sẽ trả. Tới giờ không thấy đồng bạc nào hết trơn. Thì đúng rồi, thôi buổi khó khăn thì bây giờ anh em với nhau chăm trước được thì chăm trước. Miệng nấu vậy thôi, nhưng mà cái hành động nó đi ngược lại với lời nói. 3-4 tháng rồi không có thấy đồng lương cắt bạc nào. Rồi cho tới một ngày nó không thông báo trước, nó cắt biên chế, nó cho nghỉ hàng loạt luôn. Mà em nghe đồn là cái phòng gym nó sắp đóng cửa nữa. Bữa em lên em qua em coi thử, nó để treo cái bảng là sang mặt bằng nữa. Không nha, cái chuyện này mày phải làm đông đổng cho tao chứ không có để yên vậy được đâu đó. Trời đất ơi, nghĩ sao mà nợ giữ 3-4 tháng hả? Không chịu trả vậy phải làm lớn chuyện tao mới trả tiền cho mình chứ. Nhưng mà làm phải làm đông đổng lên. Đông đổng gì đó, giờ biết cầm tạ thôi chứ biết đông đổng nó làm sao, cái nét nó làm sao. Không biết đông đổng hả? Không. Đông đổng là vậy nè, mày muốn làm á là mày phải có phe, có phái, có hội, có nhóm. Có anh em BT tao đông không? Ừ, rồi có. Đó. Thì tụ tập lại chứ mà mình làm một mình là mình bị cứng và bị sượng kỳ lắm. Rồi diễn đơ đơ luôn. Đúng rồi. Mày sợ. Rồi tập trung mọi người lại. Rồi, sao? Rồi đứng trước cửa phòng gym ha. Ừ. Mà ai cũng bận đồ cơ bắp body ngon, vô. Ngon. Đồng phục ở cái chỗ đó vô luôn. Rồi có cái rồi chuẩn bị đông đổng. Rồi tao làm sao nè? Đứng dậy, đứng dậy. Đó. Body 6 muối ha. Ê tưởng tượng bà chị ba tao là bà chủ phòng gym nha. Bà chủ phòng gym. Bà chủ phòng gym. Body 6 muối ha. À. Chuẩn bị đông đổng ha. Trả tiền chưa? Trả tiền chưa? Trả tiền chưa? Hả? Ủa? Ủa? Làm heo, đúng rồi đó, đúng rồi, làm heo. Hả? Hả? Ừ? Đi. Trả tiền chưa? Thiếu tiền 3-4 tháng không trả? Ừ. Ủa, chơi gì kỳ vậy? Ừ. Chơi gì chế vậy, chơi với bà? Ừ. Trả chưa? Ừ. Rồi chừng nào nó mới trả? Chưa có đủ, mày phải làm hơn vậy nữa. Giống như để là ấn tượng cho bả. Nói xong hết ha. Trả chưa? Trả chưa? Có cần làm gì không? Tao với mày cùng làm. Phải đồng loạt như vậy bả mới sợ. 2, 3. Trả chưa? Chưa trả. Đó. Lỡ bả làm cương lên vậy rồi sao? Có tiền mới trả chứ, từ từ trả chứ. Tiền ở đâu mà trả liền vậy? Không trả chứ gì. Yeah. Ủa cái nết đông đổng gì mà nửa chừng quá vậy? Không, cái nết đó là bị sai. À. Nết đó là rất là sai. Cái nết đó là dục bỏ. Đông đổng mà người ta kêu mình á là không có tiền trả phải ở lại. Đông đổng cho tới. Đúng. Rồi bây giờ làm sao? Cho tới. Bây giờ không trả phải không? Từ từ trả. Xiết đồ, lấy cái ghế, lấy ghế đi. Trả tiền không? Trả tiền không? Trả tiền không?
trả tiền không? Trả tiền không? Trả tiền không? Nhắc tôi lấy tiền ra, lấy cho tôi. Diễn giả mà mày làm gì thiệt kia vậy? Hả? Như đâu cũng chết luôn vậy? Mày bức xúc quá. Xiết đồ hả? Chứ giờ không trả tiền thì vô xiết đồ chứ tao sao? Tao nói thiệt, tao đòi nợ á, tao chuyên môn đòi nợ mà làm cách này là đảm bảo được. Không nha, không nha. Cái này là ý kiến nè, ngu dốt, ngu dại, số dại số bậy bạ. Em không có nghe nghe chưa? Trời nghĩ sao vậy? Bây giờ cái công ty hay cái doanh nghiệp gì đó nó không có trả lương cho mình, trả chậm không trả, hay là hả tự ý là cắt giảm mình đi, hay là tự ý là cho mình thôi việc đi thì nó sai. Nhưng mà ha, nếu như mà đi là chỗ người ta nha, mà lấy đồ người ta, xiết đồ của người ta nha, có thể cấu thành tội là cướp giật tài sản. Tự đang thành người bị hại nè, cái công ty đó thua ngược lại mình, có phải đi ra hầu tòa không? Xúi gì mà kỳ vậy? Bây giờ tôi không biết á, tôi không đòi được nợ thì bây giờ tôi xiết đồ ha, xiết đồ cho tao đi, đi xiết đồ tôi, đi, người nhà đi, tôi. Đi, đi. Bảo cái đó là ăn cắp đồ đó. Ủa vậy cuối cùng là ai đúng ai sai? Đi xiết đồ, đi, 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 đi. Dạ thưa cô, trong trường hợp này thì anh Phát và những bạn đồng nghiệp của mình đến phòng tập để lấy đồ, coi như là cấn vô tiền lương mình không nhận được, thì đây là hành động đúng hay sai ạ? Dạ thưa, trước nhất thì phải nói rằng thực tế có nhiều người suy nghĩ rằng có người ta thiếu nợ mình, người ta đang thiếu tiền mình, như vậy thì họ có đồ đạc, có tài sản gì thì mình có lấy, có quyền lấy. Dạ. Thì xin thưa không phải như vậy. Hai bên không thể nào mà tự ý muốn lấy đồ đạc của người ta thì lấy. Có thể có một cái sự trao đổi rằng anh thiếu nợ tôi, thôi bây giờ anh đưa một món đồ nào đó để trừ cấn, thì phải có sự thống nhất. Cho nên luôn luôn cái chuyện giao dịch với nhau phải là một sự tự nguyện, chứ không có được là một sự ép buộc. Và không có thể dùng những cái hành vi mà những hành vi có thể là có cái dấu hiệu của hình sự. Cho nên ví dụ như trong cái trường hợp này, mặc dù là cái chỗ cái phòng tập gym đó là có thiếu nợ về tiền lương, nhưng mà cái người lao động không thể tự ý như vậy rồi đến cái phòng tập đó để lấy những cái tài sản đang ở trong phòng tập đó. Vì cái việc mà tự ý lấy những tài sản đó nó có thể có cái, những cái dấu hiệu về hình sự, mà tùy theo là cái hành vi cụ thể như thế nào. Cho nên trước nhất theo như là quy định của pháp luật thì không được làm hành vi đó. Là cái hành vi đến gọi là xiết đồ hay là cấn trừ nợ, có trường hợp là cũng thành tội cướp, tức là dùng vũ lực hoặc là đe dọa dùng ngay cái vũ lực để mình chiếm đoạt tài sản ta thì đó là hành vi cướp. Hoặc là lại còn đe dọa người ta cái áp lực về tinh thần, hoặc là đe dọa tôi sẽ dùng vũ lực để mong lấy chiếm đoạt cái tài sản của người ta thì lại là mình cưỡng đoạt tài sản. Cho nên chính vì vậy chúng ta có thấy có những trường hợp cái người đi đòi nợ mà thành ra là bị công an là mời đến để làm việc rõ ràng về cái hành vi của mình. Dạ thưa cô, và như nãy giờ thì mình có trao đổi với nhau, thì khi mà phía bên bản thân mình không nhận được lương mà đến xiết đồ thì sẽ dễ bị quy vào tội là cướp giật tài sản. Tội này có bị nặng quá không cô? Trước nhất thì như thế này, không có phải đến lấy đồ đạc của doanh nghiệp rồi đó thành ra cướp giật tài sản. Yeah. Nó còn tùy theo cái hành vi nào như thế nào. Thì tôi theo tôi thì như thế này, trước nhất là nếu cái người sử dụng lao động, nói chung là doanh nghiệp đi, thiếu tiền lương không trả, thì người lao động phải bình tĩnh và như chúng ta thấy là không được chạm đến tài sản của người sử dụng lao động. Ví dụ có những trường hợp là giận dỗi đập đồ đạc, phá hoại đồ đạc thì lại có thể tiền lương thì mình chưa có lấy được, nhưng mà lại phạm vào có cái dấu hiệu là hủy hoại, làm hư hỏng tài sản của người khác là của doanh nghiệp á, lại thành dấu hiệu phạm tội. Hoặc là khiêng đồ đạc người ta đi, lấy đồ đạc nhân dân này kia, ở đó lúc đó đang có bảo vệ cũng lại đánh bảo vệ như thế nào, lại có thể có cái hành vi là cố ý gây thương tích, rồi lại là cưỡng đoạt tài sản hay là cướp tài sản, tùy theo cái hành vi. Nó vậy đó. Cho nên cái lúc đó mà nếu xảy ra cái chuyện mà phạm đến cái tài sản của người khác thì chắc chắn sẽ có cơ quan bảo vệ pháp luật, người ta mới coi cái hành vi, điều tra cái hành vi của mình, hành vi đó như thế nào, làm hư hỏng tài sản, đập bỏ tài sản hay lấy tài sản, cướp tài sản hay cưỡng đoạt tài sản hay cướp giật tài sản như thế nào, vân vân. Với cái vấn đề này thì dứt khoát người lao động phải hết sức bình tĩnh, không được chạm đến tài sản của bên doanh nghiệp. Yeah. Để doanh nghiệp ta giải quyết. Hơn nữa nếu còn tài sản đó, doanh nghiệp ta có thể bán cái tài sản đó để lấy tiền để trả lương cho mình. Yeah. Và người ta sẽ còn nhiều cách khác nữa để có thể chi trả khoản nợ. Tại vì mình làm hư, nhiều khi hư cái hệ thống máy móc,
rồi nhân dân này kia thì nó lại là một cái thiệt hại rất là lớn. Cho nên cái đây phải hết sức là bình tĩnh trong vấn đề này. Mà chưa kể là mình lấy về cũng chưa chắc là mình đã bán được hay sử dụng được. Dạ, thưa đúng, tôi cho rằng Minh Ngọc nói điều này rất trúng, là có nhiều khi mình lấy đi cái giá nó rất là rẻ. Dạ, tôi thí dụ đi, giả dụ mình lấy một cái tivi, nói nghe cái tivi, nhiều khi cái tivi cũ bán có được bao nhiêu tiền. Hay lấy một cái máy tính cũng bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, mà nghe lấy hết cái máy tính gì hay cái máy gì bây giờ. Không nên, dứt khoát không nên. Dạ, và nhiều khi lấy và bỏ thức nữa thì cũng chẳng để làm gì. Dạ, thưa đúng. Nói để thấy rằng là người ta thiếu nợ thì mình có quyền đòi nợ. Thì như vậy thì mình có quyền là thưa ra tòa để đòi. Yeah. Cũng như người lao động có quyền thưa cái người mà sử dụng lao động ra tòa để đòi cái tiền lương. Các cơ quan giúp đỡ mình trong cái chuyện hòa giải để đòi cái tiền lương. Và tôi cho rằng có nhiều khi thì trong cái khó khăn, cho nên cái người sử dụng lao động cũng có cái khó khăn để mà có khoản tiền để thanh toán. Nhưng nếu mà cái người sử dụng lao động lại cố tình có tiền nhưng mà không trả thì cái điều đó làm thì không trúng. Nhưng tôi cho rằng nếu người ta không trúng thì mình phải sử dụng biện pháp pháp luật cho phép, chứ không thể làm những cái cách thức mà có thể người ta thì sai rồi nhưng mình lại đi làm cái sai hơn nữa, mà cái sai đó lại có thể có dấu hiệu hình sự. Và khi mà mình rơi vào trường hợp là không được trả lương và đối tượng công ty cũng không có động thái nào trả lương cho mình thì mình phải tìm đến cơ quan chức năng nào để đòi lại quyền công bằng? Dạ thưa, trước hết thì thấy như thế này, công ty nói chung là doanh nghiệp đi, sẽ có cái công đoàn cơ sở. Dạ. Cho nên cái người lao động nên làm việc với công đoàn cơ sở. Mà theo tôi thì cái tổ chức công đoàn cơ sở nó cũng có cái trách nhiệm của mình để quan tâm đến cái chuyện người sử dụng lao động là trả tiền lương cho người lao động như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nơi nào không có công đoàn cơ sở thì có công đoàn cấp trên trực tiếp. Ví dụ đó là công đoàn cấp quận, huyện thì là cũng xem xét để quan tâm đến cái chuyện là giải quyết trả cái tiền lương cho cái người lao động. Một cái nữa thì chúng ta biết rằng nếu thiếu tiền lương như vậy thì cũng có thể yêu cầu là hòa giải. Thì hòa giải viên lao động của phòng lao động minh xã hội có thể hòa giải cái việc tiền lương, hoặc là mình nhờ lao động thương binh xã hội của tỉnh thì thanh tra ta cũng sẽ giúp đỡ. Và tôi thấy hiện nay thì mình vẫn gọi ngắn gọn là tổ chức công đoàn chung ở trong cái địa phương đó, hay là liên đoàn lao động, thì chúng ta có thể đến cái tổ chức liên đoàn lao động đó để nhờ hòa giải giải quyết. Và nhân đây tôi cũng thấy có một số chính quyền địa phương, chứ không phải tổ chức công đoàn như nãy giờ chúng ta nói, mà là chính quyền địa phương mời cái đơn vị doanh nghiệp lên để nhắc nhở họ, động viên họ, tạo điều kiện nhân dân này kia các mặt. Cho nên chính vì vậy tại sao chúng ta thấy là từ chính phủ cho đến các nơi cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong cái tình hình mà hiện nay có những cái khó khăn đó, thì cũng giảm thuế, rồi cũng các mặt chậm trả những cái khoản tiền nhân thế nào đó, ngay ngân hàng cũng tạo điều kiện để giúp cho doanh nghiệp là có thể giải quyết những cái khó khăn trong việc trả tiền lương cho người lao động. Dạ, và khi mà mình bị chậm trả lương một ngày, hai ngày thì không nói, nhưng mà một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng thì giống như việc mà mình gửi vào ngân hàng thì cũng có lãi. Vậy bây giờ mình nhận lương về là nhận đúng mức lương hay là có nhận được cao hơn theo cái thời gian mà mình bị chậm trả không cô? Dạ thưa, về vấn đề này thì pháp luật có quy định nếu mà trên 30 ngày không trả lương thì được tính thêm cái tiền lãi trong cái phần lương đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nếu mà doanh nghiệp đã rơi đến cái hoàn cảnh mà thiếu tiền lương quá nhiều như vậy, 4, 5 tháng, 6, 7 tháng như vậy không trả cho người lao động, thì đã rơi vào cái trường hợp là có thể phá sản rồi, cho nên sẽ yêu cầu tuyên bố phá sản cũng có. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Trương Thị Hòa. Và thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu đầy đủ những nội dung về chủ đề cướp hay cấn nợ, để qua đó có cho mình cách xử lý vấn đề một cách phù hợp nhất. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Tỉnh Long Một quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Ngọc và luật sư Trương Thị Hòa xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, anh muốn nói cái gì, anh muốn hỏi han cái gì, anh tự động cái gì mà anh phải thông qua em là sao? Không phải, em hiểu không? Anh đàn ông con trai, mấy chuyện này nó ngại lắm, hối kỳ, ngại lắm. Trời ơi, em biết nói anh sao luôn á Hoàng.